Anh bạn à, hãy đốt lửa lên nào. Liệu Black sẽ tiến một bước gần hơn đến việc về nhà với một chiếc Lamborghini mới chứa đầy 100.000 đô la, hay bị loại trong vòng này và về nhà tay trắng luôn đây? Chúng ta sắp biết được câu trả lời. 3, 2, 1, thả xuống đi. Anh không muốn xảy ra chuyện này. Tôi cảm giác đó chính xác là điều mà anh ấy không muốn xảy ra. Anh còn thấy ổn không? Không ổn như hồi nãy. Phải, cảnh này gợi nhớ một vài kỷ niệm à. Gợi nhớ cho anh vài kỷ niệm. Được rồi, sẵn sàng cho chiếc tiếp chưa? Cứ thả đi. Thả xuống. Ôi trời đất ơi, phần máy hình như ằn xuống rồi thì phải. Trong trường hợp Black thua về mấy chiếc xe hơi trượt lưỡi như lần trước, tôi sẽ tận dụng khoảnh khắc này để kể cho bạn nghe về chiếc điện thoại mới tuyệt vời này. Mấy ông đang coi một cảnh được quay bằng em Samsung Galaxy S24 Ultra mới. Nó có thể quay chậm và quay video 4K. Mấy ảnh của điện thoại